Sau khi thông tin thầy Huấn Hoa Hồng bỏ tiền tỷ ra để hoàn thiện nốt ngôi nhà đang xây dở cho idol khá bảnh được tiết lộ lên mạng, thì nhiều người đã bày tỏ ý kiến rằng thầy Huấn chi tiền tỷ đi làm từ thiện này, rồi là thầy Huấn nắm được trước tiên cơ, biết khá bảnh sắp ra trước ngày 2 tháng 9, cho nên mới chi tiền trước để lấy ơn, kéo khá bảnh về bên thầy để bán nước hoa. Cái vấn đề đầu tiên mà nói thầy Huấn bỏ tiền ra đi làm từ thiện ấy, thì tôi lại nhớ đến cái câu nói này: trên mạng này không ai cho không ai cái gì bao giờ đâu. Ôi giời ơi. Còn vấn đề thứ hai, tôi lấy hết danh dự của bản thân ra để đảm bảo rằng khá bảnh chắc chắn sẽ ra trước ngày 2 tháng 9. Nhưng mà năm nào thì tôi không có biết. Có nguồn thông tin mật thám gửi cho Ngũ AK rằng nguồn tiền để hoàn thiện ngôi nhà của khá bảnh chính là tiền của khá bảnh, nhờ Huấn Hoa Hồng đứng ra làm trưởng ban đại diện xây dựng lại ngôi nhà. Còn nguyên nhân vì sao lại phải hợp thức hóa dòng tiền như vậy thì các bạn hãy tự tìm hiểu đi nhá. Đây cũng chỉ là một tin đồn, tuy nhiên nhìn lại khá bảnh cũng như là anh em tay chân, cũng như là bức tâm thư mà khá bảnh đã gửi cho Phạm Tuấn, thì chúng ta có thể thấy một điều là không có gì tự nhiên nó xảy ra cả. Toàn những người đầu óc có sạn không phải đơn giản đâu. Chỉ có tôi là cái thằng mà lên mạng làm clip bóc phét rồi nói xạo. Mọi người đừng có tin tôi nhá, chắc chắn đừng có tin tôi.